Wow. Kênh Bách Hà TV xin chào cô chú, anh chị và tất cả các bạn. Hôm nay mình mời các bạn cùng ăn chè lạnh với mình nha. Hôm nay thì mình sẽ ăn chè nha đam hạt sen nha các bạn. Và đây là nguyên liệu nha. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu. Đây là 100g hạt sen tươi nha các bạn. Hạt sen tươi này thì mình đã lấy nhĩ ra rồi nha. Và cái bên đây thì mình có 300g đường phèn nha. Nếu như các bạn không có đường phèn, các bạn sử dụng đường cát cũng vẫn được nha. Và ở đây thì mình có một ít lá dứa nè. Mình nấu kèm với nước để cho cái nước nha đam mình thơm nha. Và ở đây mình có hai bẹ nha đam nè các bạn. Ở đây thì mình mua được hai bẹ. Hai bẹ ở đây thì tầm khoảng 1kg đó các bạn. Nha đam thì mình mua bẹ lớn để cho có nhiều thịt ha. Nếu như mà mình có nha đam bẹ nhỏ thì mình sẽ gọt nó lâu hơn, nhưng mà vẫn ngon, vẫn thơm bình thường nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm nha. Đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị ở đây là một thau nước nha các bạn. Và mình thêm vào đây một ít muối nha. Và mình sẽ ngâm cái gừa thịt nha đam á, để cho nha đam của mình nó bớt nhớt nha các bạn. Còn bây giờ thì cái bẹ nha đam của mình á thì nó hơi dài, mình sẽ cắt ra và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách gọt nhanh nhất nha. Những cái bẹ này rất là nhiều thịt cho các bạn, rất là ngon nha. Nha đam rất là mát cho cơ thể nha các bạn. Mình có thể dùng để nấu nước uống hoặc là mình làm đẹp cũng vẫn là tốt cho cơ thể mình luôn ha. Mình để đắp da mặt hoặc là mình làm một số vị thuốc cũng rất là tốt nha các bạn. Nha đam ở một số nơi còn gọi là lâu hội nữa các bạn. Còn bây giờ thì mình sẽ gọt ha, mình sẽ dùng dao hai lưỡi á, mình sẽ gọt. Đầu tiên mình sẽ gọt hai bên cái thanh rai của cái gai của nó đó các bạn. Mình gọt ra và mình sẽ dùng dao hai lưỡi mình gọt nha. Mình gọt rất là nhanh. Mình thì mình mang bao tay cho nên khi mà mình gọt á nó sẽ đỡ trơn hơn nha các bạn. Đối với nha đam á các bạn thì nó có cái độ nhớt rất là nhiều nha các bạn, và thịt của nó rất là tốt nha các bạn. Tuy vậy nhưng mà nếu như các bạn gọt mà nó không có sạch được những cái vỏ màu xanh á, là khi chúng ta ăn vô là nó có cái vị nó hơi đắng đắng á các bạn. Nó hơi nhẵn nhẵn á. Thì ở đây thì mình gọt sạch hết cái phần lớp vỏ màu xanh của nó ha. Cái thịt của nó rất là trong nha các bạn. Bây giờ thì mình đã gọt xong cái lớp màu xanh của nó rồi nè các bạn. Bây giờ thì đối với phần thịt của nha đam á, thì mình sẽ sắc hạt lựu nha. Đầu tiên thì để cho dễ sắc hơn á, thì mình sẽ sắc chiều dài. Sau đó thì mình sẽ sắc chiều ngang. Như vậy thì hạt lựu của mình á, nó sẽ đều hơn. Và nha đam của mình á, nó cũng sẽ dễ sắc hơn nha các bạn. Nhưng mà khi sắc á, thì các bạn chịu khó là các bạn bầm á. Chúng ta bầm nha. Bầm rồi chúng ta sẽ khứa. Như vậy thì nha đam của chúng ta nó sẽ không có bị lệch và nó sẽ không có bị chảy ha. Vì cái độ nhớt của nó rất là cao, cho nên mình vừa sắc mà chúng ta vừa bầm á. Như vậy là nha đam của chúng ta nó vừa nhanh mà lại không có bị chảy trên mặt thớt nha. Thì ở đây thì mình sắc nhỏ nhỏ như thế này nha các bạn, là vừa ngon luôn nha các bạn. Đối với bẹ nha đam mà dày quá thì các bạn sẽ cắt theo chiều dọc nó cho nó mỏng lại thêm một lớp nữa nha. Và khi đó thì chúng ta cũng vẫn là sắc dọc, rồi chúng ta sẽ sắc ngang lại để cho nó có hạt lựu các bạn. Đối với nha đam này thì mình rất là thích nha. Ngoài nha đam mình nấu với hạt sen, mình có thể nấu với đậu xanh ha. Và mình có thể nấu nước để làm đẹp nè. Rồi chúng ta có thể đắp da mặt, chúng ta có thể dưỡng da. Rất là nhiều công dụng đối với nha đam nha các bạn. Nha đam của mình còn là một vị thuốc rất là tốt nha các bạn. Và khi mà mình trồng nha đam cũng rất là đơn giản nha. Trồng nha đam cũng dễ lắm. Nhưng mà cái giống mà để mình trồng được những cái bẹ lớn như thế này á, thì mình sẽ kiếm nha. Chứ đối với một số nha đam giống bẹ nhỏ thì rất là dễ trồng nha các bạn. Bây giờ thì mình đã sắc hạt lựu xong rồi nè. Còn bây giờ thì mình sẽ đem đi rửa với nước muối nha các bạn. Mình sẽ rửa với 2 lần hoặc 3 lần nước muối nha, cho nó bớt nhớt nha. Còn bây giờ thì mình đã chuẩn bị ở đây là 1 lít nước nha các bạn. Mình đã nấu cho nó vừa hơi nóng nóng nha. Giờ mình sẽ bỏ những cái lá dứa vào đây á.
để cho mình nấu cho cái nước của mình được thơm hơn ha. Và sau khi mà mình đã bỏ lá dứa mình vào thì bây giờ thì mình nước mình bắt đầu nóng á, thì mình sẽ bỏ hạt sen vào luôn nha. Vì hạt sen của mình á là mình cần phải nấu trước để cho hạt sen mình mềm. Đối với nha đam thì chúng ta sẽ bỏ ở bước cuối cùng nha các bạn. Khi mà mình nấu được 10 phút á thì hạt sen của mình đã bắt đầu mềm rồi nè các bạn. Thì bây giờ mình bỏ đường vàng của mình vào nha. Nếu như các bạn thích ngọt hơn thì các bạn thêm đường hoặc giảm đường tùy theo khẩu vị của các bạn nha. Mình cũng sẽ giữ ở mức lửa trung bình nha, để cho hạt sen của mình nó được mềm hơn và đường của mình nó cũng đã tan hết rồi. Bây giờ thì mình sẽ thêm phần nha đam của mình vào nha. Và mình sẽ hạ mức lửa của mình là thấp nhất nha các bạn. Vì nha đam nếu như các bạn nấu lâu quá, nha đam của mình nó sẽ không giữ được cái độ giòn. Cho nên mình cứ giữ ở mức lửa là thấp nhất. Khi mà nước của mình nó bắt đầu sôi lại thì mình sẽ tắt bếp được rồi nha các bạn. Các bạn không cần phải nấu nha đam cho nó chín quá đâu nha. Wow, mình đã vừa hoàn thành xong món chè nha đam hạt sen nha các bạn. Rất là mát mà ăn rất là giải nhiệt cho cơ thể nữa. Rất là ngon nha các bạn. Và cách nấu cũng rất là đơn giản nha. Nguyên liệu thì chúng ta có thể là mua ngay tại chợ của mình vẫn được luôn nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Nếu như yêu thích các bạn hãy bấm like và đăng ký kênh của mình để nhận được những thông báo khi mình ra những video mới nha.